Tháng 10 năm 2018, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện hai đường dây cá độ bóng đá qua mạng có tên là G18 và RQ22 nên lập chuyên án mang bí số DBNT-19 phối hợp với các đơn vị, nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên và Thành phố Hồ Chí Minh để đánh án. Qua tìm hiểu lực lượng Công an Hà Tĩnh, xác định đối tượng cầm đầu hai đường dây cá độ này là Lê Cảnh Bảo, 43 tuổi, trú tại phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bảo giao cho hai đàn em trú cùng tỉnh là Phạm Hải, 42 tuổi, quản lý G18 và Hồ Xuân Đạt, 28 tuổi, quản lý RQ22. Tổng hai đường dây có 811 tài khoản, tổng đại lý 190 tài khoản đại lý và 565 tài khoản đánh bạc. Hai đối tượng Hải và Đạt đã tổ chức cá độ bóng đá bằng cách chia ra nhiều tài khoản cấp dưới để cấp cho các con bạc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên và thành phố Hồ Chí Minh, cá cược trên các website b88ag.com, bóng88.com và cược banh 88.com hai đường dây cá độ bóng đá trên đã hình thành và hoạt động từ khoảng tháng 10 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019, trung bình số tiền giao dịch mỗi tháng khoảng 500 tỷ đồng. Số tiền giao dịch của hai đường dây này từ khi hình thành đến khi bị bóc vỡ là hơn 3.000 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 45 bị can, trong đó 29 bị can giữ vai trò tổ chức, 16 bị can giữ vai trò con bạc.